Cá trình hay lươn đệ là một loài thuộc họ cá dao chứ không phải họ lươn nhé. Loài cá trình này có kích thước lên tới 2,5m và nặng tới 20kg, khá là to đúng không? Rất dễ nhầm lẫn chúng với loài chanh ở Nam Mỹ nha các bạn. Chúng là loài thích nghi khá tốt ở cả nước lợ và nước ngọt. Điều khiến chúng có tên tuổi trong thế giới động vật đó chính là khả năng phóng điện cực mạnh lên tới hơn 850V, nghĩa là nó có thể giật chết một con hoẵng hoặc một con nai con. Bạn đã từng xem qua màn combat của cá trình và cá sấu chưa? Tưởng là gà nhưng hóa ra chỉ là thóc mà thôi. Đôi khi cá sấu phải bỏ mạng chứ không may mắn bỏ đi được như trong clip đâu nhé. Cá trình có khả năng phóng điện lên tới 150 lần hay thậm chí là một tiếng liên tục mà không biết mệt mỏi là gì. Chúng phóng được điện là do cấu tạo bên trong cơ thể của chúng, hết 3/4 là các cơ quan tạo ra điện rồi. Khi não ra tín hiệu, toàn bộ các tấm điện được ví như hàng nghìn cục pin bên trong sẽ phát ra dòng điện làm gục con mồi ngay lập tức. Khả năng nhìn của chúng rất kém cho nên chúng định vị con mồi bằng cách phát ra dòng điện rất rất nhỏ ở đuôi để định vị. May mắn là loài này không giờ chết con người, nó chỉ như một cú sốc điện gây tê tái cho con người mà thôi.